Tình trạng người dân không triển khai gieo cấy 3 vụ liên tiếp đã khiến cho nhiều cánh đồng rộng lớn ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang trở thành những cánh đồng hoang. Nguyên nhân là do nông dân và chính quyền địa phương chưa tìm được tiếng nói chung trong cách chia ruộng đất sau khi dồn thừa đổi ruộng. Xã Xuân Phú có diện tích đất tự nhiên hơn 531 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp đưa vào sản xuất là 322 ha. Thực hiện công tác dồn điền đổi thừa theo kế hoạch từ năm 2018, xã đã đăng ký với tỉnh triển khai 250 ha và đến tháng 1 năm 2020, Xuân Phú đã thực hiện được 260 ha, vượt hơn so với kế hoạch. Cái thuận lợi khó khăn trong công tác dồn thừa đổi ruộng ở xã Phú Xuân là hiện nay là nhân dân, một số nhân dân chưa đăng ký nhận ruộng. Cái mà mong muốn của địa phương là các hộ mà chưa nhận ruộng là sẽ tạo điều kiện để cho những hộ đã được giao ruộng đưa vào sản xuất của cái vụ chiêm xuân năm 2021 này, và các hộ là cũng tiếp tục là nhận ruộng để xã sớm hoàn thành cái việc là giao ruộng cho nhân dân. Ủy ban xã cũng tập trung để giải quyết và xử lý các trường hợp vi phạm đất đai. Có thể nói, sau một thời gian nỗ lực và quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương, công tác dồn điền đổi ruộng ở Xuân Phú đã cơ bản được hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này, xã Xuân Phú lại gặp phải một số vấn đề như người dân không nhận ruộng sản xuất, diện tích ruộng đồng bị bỏ hoang rất lớn, ước tính lên đến 150 ha. Nguyên nhân là do nhiều người dân ở xã Xuân Phú sau khi thực hiện việc dồn điền đổi thừa, xong có yêu cầu không góp đất để làm mương và đường nội đồng. Bên cạnh đó, bà con cũng yêu cầu xã không làm bãi rác 3.600 m2 vì sợ bị ô nhiễm, hủy bỏ một số tuyến đường nội đồng. Bảy xào thì đến vụ này là 3 vụ không cày được, cấy được rồi. Thế bây giờ con dâu nói rằng là đi làm thì cấy được 3-7 xào thì cấy được mấy xào? Chả được xào nào, báo cáo với thì các ông là chúng tôi không cấy được xào nào. Ở đây là dân căn bi 1 và căn bi 2 là đất của dân chúng tôi, là ủy ban nhân dân xã dồn thửa đổi ruộng không đúng mục đích. Là mương máng chưa xong đã chia ruộng. Trong khi đó là ruộng của dân căn bi là có hơn chục hộ gia đình nhận ruộng thôi mà ủy ban nhân dân xã đã chia ruộng cho dân. Một số người dân tại xã Xuân Phú cho biết, việc dồn điền đổi thừa ở các xã thiếu công khai, dân chủ, bàn bạc thiếu sự thống nhất trong nhân dân từ các bộ phận được giao nhiệm vụ.